Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng và trong thực tiễn để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Hôm nay thì thị trường biến động trên thị trường, thì tôi có giao dịch ở trên thị trường bằng một tài khoản để cho mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị giao dịch thực tiễn này trên thị trường. Thì khi mà bản thân các bạn tham gia vận dụng vào trong thị trường giao dịch Forex, bản thân các bạn muốn tồn tại được thì phải có kỹ năng giao dịch, và kỹ năng giao dịch là thứ mà bản thân chính các bạn phải hoàn thiện trên thị trường giao dịch Forex này. Kỹ năng giao dịch thì không thể nào mà các bạn có đòi, các bạn có thể mua ở bất kỳ nơi đâu ở trên thị trường giao dịch Forex này. Không có giá trị nào mà có thể giúp được cho các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tất cả mọi giá trị trên thị trường đều phải là những giá trị minh chứng bằng thực tiễn để cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá, và các bạn phải trải nghiệm ở trên thị trường giao dịch Forex này thì dần dần các bạn mới có thể hoàn thiện được ở trên thị trường giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi chia sẻ, những giá trị chúng tôi minh chứng bằng thực tiễn, mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ được các giá trị này vận dụng trên thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ rằng đây là cả một quá trình mà bản thân tôi hoặc các bạn cần phải có thời gian để mà trải nghiệm, thích nghi. Sự trải nghiệm này chính là cả một quá trình mà gì nhỉ? Bản thân các bạn phải tự nhìn nhận, tự sửa đổi và tự hoàn thiện trên thị trường giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi chia sẻ, mọi nhà đầu tư có thể dần dần nhìn vào trong thực tế để mà gì nhỉ? Có thể giao dịch được ở trên thị trường giao dịch Forex. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Đó, các bạn xem nhé. Thế thì tôi chia sẻ để cho các bạn thân các bạn thấy rõ. Đó, thì tôi cũng không có giao dịch gì. Đủ khả năng thì từ tài khoản nhỏ có thể lên được tài khoản lớn, không đủ khả năng thì tài khoản lớn thì cũng biến thành tài khoản nhỏ mà thôi. Đây chính là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được nha. Chứ đừng có nghĩ rằng cứ phải tài khoản lớn rồi đánh những khối lượng nhỏ thì các bạn có thể tồn tại được. Xin lỗi, nhà đầu tư không có cái giá trị nào trên thị trường này, nó là như vậy. Khi các bạn hiểu biết ở trên thị trường thì các bạn sẽ nhìn được ra vấn đề, các bạn đủ khả năng vận dụng ở trên thị trường giao dịch Forex này thì các bạn sẽ tạo được ra giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex. Còn khi các bạn không đủ khả năng để tạo được ra giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này thì xin lỗi, nhà đầu tư muôn đời các bạn cũng chỉ là người nộp tiền ở trên thị trường giao dịch Forex này, ăn thì cũng chỉ là những người ăn nhỏ trên thị trường, còn chết thì cũng chỉ là những người chết lớn ở trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Đấy, tôi chia sẻ để cho các bạn thấy, tôi cho các bạn thấy rõ về những giá trị vận dụng thực tế trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này.
Thì tôi giao dịch chứng minh bằng thực tế để cho mọi nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị này. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Xong chưa vợ? Gì em cả khúc mà ngủ đi con, xong chưa tắt website đào tạo Forex. Xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và minh chứng mọi giá trị vào trong thực tế để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá về các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi chia sẻ truyền tải đến nhà đầu tư, mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ về những giá trị này để mà tự đưa ra cho bản thân các bạn những giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex. Bản thân các bạn là những nhà đầu tư, hãy nhìn vào trong thực tế để mà tự đưa ra những giá trị cho bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Giao dịch được thì phải chứng minh được, đó là điều hiển nhiên của cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang gửi đến nhà đầu tư, các bạn tự nhìn nhận, tự đánh giá. Và các bạn phải hiểu rằng khi các bạn có đủ khả năng giao dịch ở trên thị trường thì các bạn sẽ có khả năng kiếm được ra lợi nhuận trên thị trường giao dịch Forex này. Còn các bạn không có khả năng giao dịch ở trên thị trường giao dịch Forex này thì các bạn có nạp bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì trước sau gì các bạn cũng chỉ là người cúng tiền vào trong thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Đây chính là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận. Đây chính là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải biết khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Thị trường này không có chuyện là dễ hay là đơn giản, chỉ có dễ là dễ mất tiền, đơn giản là bản thân chính các bạn sẽ là người tan ra bại sản trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex, hãy nhìn vào trong thực tế để mà tự đánh giá, tự hiểu rõ về mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì bản thân tôi trong thời gian suốt nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex, chúng tôi đã phải nỗ lực chứng minh để cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị vận dụng này trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng không có chuyện tiền nhiều là có thể tồn tại được ở trên thị trường này, không có chuyện tiền nhiều là các bạn có thể giao dịch lợi nhỏ là các bạn có thể thắng ở trên thị trường giao dịch Forex này. Đây là điều hoàn toàn ấu trĩ của bất kỳ một nhà đầu tư nào khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Các bạn nên nhớ rằng bản thân các bạn phải đi từ tài khoản nhỏ, vận dụng làm sao cho đúng được các giá trị vào ra lệnh trên thị trường. Đó mới là những giá trị có thể giúp cho các bạn hoàn thiện ở trên thị trường giao dịch Forex này để tạo được ra những giá trị lợi nhuận thật sự của chính bản thân các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex. Đây là điều mà gì nhỉ? Bất kỳ một nhà đầu tư nào, bất kỳ một người đầu tư nào trên thị trường này cũng cần phải hoàn thiện và gì nhỉ? Cũng cần phải làm sao nhìn nhận và thấy rõ được các giá trị này trên thị trường giao dịch Forex. Tôi minh chứng bằng thực tiễn, tôi cho nhà đầu tư thấy rõ về mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này để nhà đầu tư hiểu rõ, để mà nhà đầu tư có thể đánh giá được tất cả mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex,
người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, minh chứng bằng thực tế để mọi nhà đầu tư thấy rõ ở trên thị trường giao dịch Forex, và nhà đầu tư có thể hiểu được rằng. Chào bạn Hùng Phi Lê nhé, chào bạn Sơn Lê. Và nhà đầu tư có thể thấy rằng kỹ năng giao dịch là thứ mà các bạn cần phải hoàn thiện trên thị trường giao dịch Forex này. Chẳng có thầy dạy nào mà không giao dịch được mà đòi rằng nhỉ. Có phương pháp sư phạm là có thể dạy để cho các bạn thành công. Nó đéo giao dịch được thì nó lấy phương pháp sư phạm rơi của nó ra để dạy cho các bạn thua lỗ trên thị trường này hay sao? Đây chính là điều mà bản thân nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải thấy rõ được vấn đề này trên thị trường giao dịch Forex. Tôi chia sẻ thực tế để cho các bạn thấy rõ về những giá trị hiệu quả trên thị trường giao dịch Forex để nhà đầu tư nhìn nhận làm sao cho đúng tất cả mọi giá trị khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tài khoản không cần lớn nhưng tôi vẫn vận dụng để tạo được ra những giá trị lợi nhuận thật sự ở trên thị trường. Bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu giá trị là do chính bản thân các bạn, chính do kỹ năng, năng lực và gì nhỉ, do bản thân các bạn là người quyết định ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chứng minh bằng thực tế cho nhà đầu tư thấy rõ. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Là do chính bản thân các bạn, chính do kỹ năng, năng lực và gì nhỉ, do bản thân các bạn là người quyết định ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chứng minh bằng thực tế cho nhà đầu tư thấy rõ. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Là do chính bản thân các bạn, chính do kỹ năng, năng lực và gì nhỉ, do bản thân các bạn là người quyết định ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chứng minh bằng thực tế cho nhà đầu tư thấy rõ. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và minh chứng bằng thực tiễn trên thị trường từ chính những tài khoản của bản thân mình trong thời gian suốt nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng để gửi đến nhà đầu tư. Mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ về những giá trị giao dịch thực tiễn này trên thị trường của bản thân tôi để nhà đầu tư có thể kiểm chứng, đánh giá và theo dõi trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex này không có chuyện là dễ hay là đơn giản, chỉ có chuyện là dễ mất tiền, đơn giản là bản thân các bạn sẽ phải tan ra bại sản nếu như bản thân các bạn không chịu nhìn nhận, không chịu luyện tập và đánh giá về các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Tôi mong muốn rằng trên con đường các bạn tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex này, hãy thấy các giá trị thực tiễn mà giao dịch thực tế trên thị trường. Chỉ có như vậy bản thân các bạn mới có thể nhìn nhận, mới có thể đánh giá, mới có thể thấy hết được những giá trị vận dụng của kiến thức và phương pháp ở trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng không có phương pháp nào là đúng mà chẳng có phương pháp nào là sai ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Chỉ có duy nhất một thứ giá trị ở trên thị trường này, đó là bản thân cái người trader đó, họ có khả năng vận dụng, áp dụng vào trong thực tế để tạo được ra lợi nhuận cho chính bản thân họ ở trên thị trường này hay không. Đó mới là vấn đề để chúng ta nhìn nhận. Không có chuyện thầy dạy Forex hay Apple Forex thế giới hoặc Pro Trader hoặc là những các chuyên gia Forex trên thị trường mà không chịu chứng minh về năng lực của bản thân họ ở trên thị trường giao dịch Forex này mà đòi rằng bản thân họ tạo được ra các giá trị thành công ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những thằng xảo ngôn, những thằng bịp bợ, những thằng chỉ nói mồm, dùng mõm ở trên thị trường giao dịch Forex này chỉ là những thằng lừa đảo, bịp bợ mà thôi. Nhà đầu tư phải hiểu rằng thị trường này không có chuyện chưa học xong thì tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc học xong ra có thể giao dịch được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những đó chỉ là những lời bịa đặt, bịp bợm nhà đầu tư lao vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng trên con đường bản thân các bạn tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex, hãy nhìn nhận vào trong thực tế và tự đưa ra các giá trị nhận định cho chính bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng trên con đường
mà bản thân chính các bạn là những nhà đầu tư, hãy yêu cầu bất kỳ một ai được gọi là thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này, hãy chứng minh bằng thực tế từ chính những giao dịch của bản thân họ ở trên thị trường để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được. Đấy mới là thước đo giá trị để cho bản thân các bạn nhìn nhận và đánh giá về bất kỳ một ai ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng không chứng minh được thì không có giá trị kiểm chứng, thì làm sao mà bản thân các bạn tin đó là giá trị của người giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này. Thị trường giao dịch Forex này đéo có chuyện thành công mà chỉ nói rằng cần gì phải chứng minh thì được gì, thì xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những thằng như vậy ở trên thị trường này chỉ là những thằng bịp bợm, lừa đảo, khoác lác mà thôi. Tôi chia sẻ bằng thực tế giá trị có để cho nhà đầu tư kiểm chứng ở trên thị trường. Mỗi một phương pháp vận dụng đều phải là cả một quá trình trải nghiệm, phải cả một quá trình của bản thân của nhà đầu tư đó, họ phải nhúng tay vào và gì nhà tự hoàn thiện về những cái giá trị này ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, đéo có chuyện mà gì nhà đi mua được các giá trị kinh nghiệm, đéo có chuyện mà đi mua được sự trải nghiệm ở trên thị trường mà thành công, đéo có chuyện bỏ tiền ra học phương pháp về là có thể giao dịch vận dụng được ở trên thị trường. Đấy là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được. Lời nói thực tiễn thì luôn luôn khó nghe, nhưng những giá trị mà bịp bợm rồi những giá trị dụ dỗ trên thị trường này thì ai cũng có thể thấy rõ rằng rất là đơn giản để mà nhà đầu tư có thể ném được ra tiền vào trong thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng bản thân các bạn là những nhà đầu tư tài khoản demo còn chưa vận dụng được ở trên thị trường giao dịch Forex này, thì lấy cái giá trị gì ra để mà đòi vận dụng tài khoản live vào trong thực tế? Tài khoản demo nhỏ còn chưa quản trị được mà đòi đánh vào tài khoản live lớn ở trên thị trường, làm sao mà tồn tại được? Và tài khoản live nhỏ bản thân các bạn còn chưa giữ được hòa vốn thì lấy giá trị chó gì ra để mà gì nhỉ, bản thân các bạn đòi rằng bản thân các bạn có thể giao dịch mà để mà gì nhỉ, tạo được ra giá trị lợi nhuận. Các bạn thôi ấu trĩ và nhỉ, thôi gì nhỉ, mơ mộng về những gì được gọi là bánh vẽ ở trên cái thị trường giao dịch Forex này, từ những kẻ được gọi là á quân Forex thế giới, từ những kẻ được gọi là thầy dạy Forex thế giới mà chỉ dùng mồm dùng mõm ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi chia sẻ bằng thực tiễn, chứng minh với mọi nhà đầu tư, tất cả bằng thực tế ở trên thị trường để cho các bạn kiểm định, để cho các bạn đánh giá và để cho các bạn thấy được về mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư tự đưa ra những giá trị nhận định ở trên thị trường. Phương pháp nào cũng đều phải có cả một khoảng thời gian để chúng ta vấp ngã, nhìn nhận và gì nhỉ, chúng ta có thể dần dần thích nghi và biến chúng thành ra những kỹ năng của bản thân chúng ta. Trước tiên, muốn biến nó thành được ra kỹ năng của bản thân chúng ta, muốn nhìn nhận được những giá trị này ở trên thị trường, thì chính nhà đầu tư phải thấy rõ được những phương pháp đó, những kiến thức đó phải được người thầy minh chứng vào trong thực tế. Chỉ có như vậy thì bản thân các bạn mới có thể đánh giá được. Đéo có chuyện hàng ngày ở trên thị trường ngồi phân tích điểm vào lệnh thế này hay xu hướng vào lệnh như thế kia ở trên thị trường, mà ngay cả chính những thằng đang bán tín hiệu, đang phân tích ở trên thị trường còn đéo dám chứng minh bằng thực tế, còn đéo chứng minh được rằng bản thân chúng giao dịch vận dụng như thế nào ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Vậy thì liệu chính nhà đầu tư ném tiền của bản thân các bạn vào trong thị trường này, bản thân các bạn có khả năng tồn tại hay không, và có khả năng kiếm được ra tiền hay không? Và đừng mơ mộng rằng kiếm được ra tiền, các bạn hãy nghĩ rằng bản thân các bạn có đủ khả năng để mà gì giữ được những cái khoản lợi nhuận của, giữ được ra cái tài khoản của các bạn ở trên thị trường giao dịch hay không, đó mới là vấn đề. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn hãy nhìn nhận vào trong thực tế, hãy đánh giá cho thật kỹ để mà gì nhỉ, thấy rõ được đâu là những giá trị nguy hiểm thật sự ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi thành công được ở trên thị trường, tất cả đều là phải cả một quá trình chứng minh, đều phải cả một quá trình minh chứng bằng thực tiễn. Đéo có chuyện mà gì nhỉ, dùng mồm dùng mõm mà suốt nhiều năm qua ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Trần Quốc Minh và website đào tạo forex.com
dám chứng minh thực tế để cho mọi nhà đầu tư có thể kiểm chứng về các giá trị mà chúng tôi chia sẻ trên thị trường. Và tôi mong muốn rằng bản thân các bạn hãy hiểu rõ về mọi vấn đề, hãy nhìn nhận cho đúng về tất cả mọi giá trị ở trên thị trường trước khi lao vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Cho mọi nhà đầu tư có thể kiểm chứng về các giá trị mà chúng tôi chia sẻ trên thị trường. Và tôi mong muốn rằng bản thân các bạn hãy hiểu rõ về mọi vấn đề, hãy nhìn nhận cho đúng về tất cả mọi giá trị ở trên thị trường trước khi lao vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ bằng thực tiễn để chứng minh cho mọi nhà đầu tư thấy rõ về các giá trị vận dụng ở trên thị trường của bản thân chúng tôi, để nhà đầu tư có thể kiểm chứng và đánh giá và thấy rõ được các giá trị năng lực này trên thị trường. Trên con đường các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, bản thân nhà đầu tư phải thấy rõ được những giá trị vận dụng ở trên thị trường vào trong thực tế để nhìn nhận và đánh giá. Mỗi một phương pháp đều có những giá trị riêng và những cách vận dụng khác nhau ở trên thị trường. Quan trọng nhất là chúng ta có thể tạo được ra giá trị lợi nhuận và tạo được ra những giá trị để chúng ta kiểm soát ở trên thị trường hay không. Chào bạn Sơn Lê nha. Khi mà bản thân nhà đầu tư tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, hãy nhìn nhận vào một vấn đề thực tiễn, đó là những người đứng ra chia sẻ trên thị trường giao dịch Forex này như thầy dạy Forex, á quân Forex thế giới, nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường, chủ của các diễn đàn, bất kỳ một ai đang chia sẻ trên cái thị trường giao dịch Forex này đã chứng minh về phương pháp của bản thân chúng cho chúng ta nhìn nhận, đánh giá và kiểm chứng trong một thời gian dài về các giá trị mà chúng chia sẻ về phương pháp, kiến thức đó hay chưa. Đó mới là điều mà tôi cần quan trọng để mà nhìn nhận, đánh giá bất kỳ một ai ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Xin lỗi nhà đầu tư nếu mà chỉ chia sẻ thành công bằng mồm và bằng mõm và bằng những giá trị bịp bợm lừa đảo không có cơ sở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi nghe quá nhiều rồi, bởi vậy vấn đề không chứng minh được, không giao dịch được thì lấy giá trị gì ra để mà minh chứng bằng thực tiễn. Đấy chính là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý, cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được. Và nhà đầu tư phải hiểu rằng chỉ có những ai giao dịch được thật sự thì đó mới có giá trị để đưa cho nhà đầu tư kiểm chứng ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư nên nhìn vào trong thực tế ở thị trường này, không có chuyện là gì nhỉ? Chưa học xong thì tiền đã về, hoặc là đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc học xong ra là nạp tiền vào có thể giao dịch kiếm được ra lợi nhuận. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng được gọi là thằng thầy lừa đảo, những thằng được gọi là á quân Forex bịp bợm, những thằng chia sẻ về những giá trị lừa đảo và những thằng chủ của các diễn đàn Forex không có kỹ năng, không có khả năng giao dịch thật sự trên thị trường, đang thúc chết nhà đầu tư để nhà đầu tư lao vào trong thị trường giao dịch Forex này. Phương pháp swing hay phương pháp scalp, hay đánh hẹp hay đánh lướt ở trên thị trường giao dịch Forex đều là những giá trị quan trọng của bất kỳ một nhà đầu tư nào cũng cần phải hoàn thiện để tạo được ra những giá trị lợi nhuận. Tài khoản tôi đang thả lệnh swing ở trên thị trường phối hợp với cả các giá trị điều phối lệnh ở trên thị trường được gọi là scalping, để điều chỉnh làm sao cho được tối đa hóa các giá trị lợi nhuận ở trên thị trường. Chào bạn Trường Trinh Văn nha.
để làm sao tạo được ra những giá trị lợi nhuận ở trên thị trường một cách tối đa. Bao nhiêu phần trăm một tháng, bao nhiêu phần trăm một ngày, tôi đều quan trọng. Tôi chỉ quan trọng nhất một vấn đề, đó là gì nhỉ? Lệnh của tôi đưa vào trong thị trường có tạo được ra những giá trị thật sự hay không? Đó mới là điều mà tôi cần lưu ý, cần nhìn nhận và cần đánh giá. Xin lỗi nhà đầu tư, tôi đéo bao giờ quan tâm đến giá thị trường lên hay xuống. Tôi chỉ cần quan tâm đến một thứ giá trị, là đến những điểm mà tôi định sẵn ở trên thị trường thì tôi có nên vào lệnh hay không, và các tình huống tôi phải xử lý thế nào. Phương pháp swing có cách vận dụng của phương pháp swing, phương pháp scalp có những cách vận dụng của phương pháp scalp. Quan trọng nhất là bản thân cái thằng trader đó có khả năng áp dụng vào trong thực tế, có khả năng giao dịch thật sự hay không. Xin lỗi nhà đầu tư, quá nhiều những thằng chia sẻ về phương pháp đem về lợi nhuận thế này hay thế kia ở trên thị trường, nhưng tất cả chỉ là dùng mồm dùng mõm để mà mô tả về cái phương pháp đó. Xin lỗi nhà đầu tư, sự mô tả đó mà tạo được ra giá trị lợi nhuận, xin lỗi nhà đầu tư, tôi cũng có thể bỏ tiền ra để mua từ những giá trị của những thằng bịp bợm như vậy ở trên thị trường về để trang bị cho bản thân mình. Chứ đéo cần phải vài ba năm ở trên thị trường để luyện tập, để dần dần hoàn thiện và gì nhỉ, để dần dần đưa vào trong thực tế để tạo được ra những giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex. Bao nhiêu phần trăm một tháng, bao nhiêu phần trăm một ngày không quan trọng. Quan trọng nhất, bản thân nhà đầu tư đó có kỹ năng vận dụng của các phương pháp giao dịch ở trên thị trường để áp dụng vào trong thực tế để làm sao tạo được ra những giá trị lợi nhuận thật sự cho bản thân chính mình hay không. Đó mới là điều mà bản thân tôi hay chính bản thân các bạn cần nhìn nhận và đánh giá được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tài khoản nhỏ còn chưa vận dụng được mà đòi vận dụng tài khoản lớn. Số tiền nhỏ còn chưa giữ được mà đòi vác tiền lớn ra để giao dịch, để mà gì nhỉ? Ngồi tưởng tượng bản thân mình có khả năng kiếm tiền, KV tiền ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nhưng cuối cùng là sao? Chỉ là nạp tiền vào như một con thiêu thân để cho những thằng IB trên sàn, cho những thằng thầy dạy Forex đéo có khả năng giao dịch, chỉ để thuốc cho học viên của bản thân mình mở tài khoản ra để giao dịch ở trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Thực tế bản thân các bạn phải hiểu rằng demo chính là giá trị để cho các bạn nhìn vào trong thực tế xem bản thân các bạn đã quản trị được hay chưa. Đừng bao giờ tin lời của những thằng bịp bợm ở trên thị trường này nói rằng đánh demo là gì nhỉ, bản thân các bạn sẽ mất cảm giác đánh live ở trên thị trường. Để mà bản thân Trần Quốc Minh này có thể đánh swing được ở trên thị trường, tôi phải mất 3 năm liền đánh demo để mà nhìn nhận cho đúng các giá trị và để hiểu rõ được các giá trị vận dụng vào trong thực tế. Đấy là điều mà tôi đã phải trải qua và minh chứng bằng thực tiễn trong suốt những thời gian dài vừa qua, cả một quá trình phát triển của bản thân tôi, để cho mọi nhà đầu tư có thể nhìn thấy bằng thực tiễn, cho mọi nhà đầu tư có thể đánh giá được tất cả những giá trị thực tế này trên thị trường. Tôi mong muốn rằng nhà đầu tư hãy đi chậm lại, nhìn nhận và kiểm chứng lại tất cả những giá trị của những thằng được gọi là á quân Forex thế giới, những thằng thầy dạy Forex, những thằng nhiều năm kinh nghiệm và những thằng chủ của các diễn đàn Forex, và những thằng được gọi là chia sẻ về kiến thức ở trên thị trường này đang ra chia sẻ cho các bạn. Hãy bắt chúng chứng minh các kết quả thực tế, giao dịch thực tế trên thị trường để các bạn có thể kiểm chứng, đánh giá được những giá trị thực tế này vào trong thị trường. Thì lúc đấy bản thân các bạn hãy nhìn nhận và gì nhỉ, hãy đưa ra những câu trả lời cho chính bản thân con đường của các bạn đang đi. Đấy, tôi chia sẻ để cho các bạn thấy rõ. Và lệnh swing phối hợp với các lệnh giao dịch scalping để tạo được ra những giá trị lợi nhuận ở trên thị trường. Bao nhiêu lệnh, bao nhiêu vốn, bao nhiêu giá trị lợi nhuận ở trên thị trường có được hay không là ở bản thân kỹ năng và kinh nghiệm của chính mỗi nhà đầu tư đó, chứ không phải nó nằm ở trong phương pháp. Phương pháp đéo giúp được cho bất kỳ một ai có thể tồn tại được ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Bởi vì vấn đề ở chỗ bản thân các bạn phải trải nghiệm, phải nhìn nhận,
phải tự đánh giá được bản thân chính các bạn ở trên thị trường này để rút ra được cho các bạn những giá trị thành công và nhìn nhận được những giá trị thất bại ở trên thị trường mà hiểu để mà né ra, để mà tồn tại rồi dần dần mới có thể thích nghi và làm chủ được hành động của bản thân chính các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Đây là điều mà tôi chứng minh bằng thực tế, chia sẻ để mọi nhà đầu tư thấy rõ. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch forex này minh chứng bằng thực tiễn trên thị trường. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch forex. Đây là điều mà tôi chứng minh bằng thực tế, chia sẻ để mọi nhà đầu tư thấy rõ. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch forex này minh chứng bằng thực tiễn trên thị trường. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và chứng minh với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường của bất kỳ một phương pháp mà bản thân tôi quản trị được ở trên thị trường, phối hợp lại để giao dịch vận dụng để tạo ra các giá trị lợi nhuận trên thị trường. Nhà đầu tư có thể thấy rõ đây là các giá trị của phương pháp từ đánh swing phối hợp đánh scalp để tạo ra các giá trị lợi nhuận ở trên thị trường, để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường giao dịch Forex. Nhà đầu tư phải hiểu rằng tất cả những giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này đều phải thấy rõ được người đứng ra chia sẻ, họ vận dụng, áp dụng được vào trong thực tế thì mới có những giá trị để chúng ta kiểm chứng và đánh giá về các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Tôi mong muốn rằng trên con đường bản thân tôi chia sẻ và tìm hiểu về gửi đến nhà đầu tư, mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ về những giá trị thực tiễn mà tôi đang vận dụng, áp dụng này vào trong thị trường để cho các bạn thấy rõ được những giá trị kết quả và những giá trị nhìn nhận vào trong thực tế. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường này không có chuyện là dễ hay là đơn giản, chỉ có chuyện là dễ mất tiền và đơn giản là sẽ bản thân các bạn sẽ phải tan ra bại sản ở trong cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi vận dụng chứng minh bằng thực tiễn để mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ và tự đánh giá về các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Đó, thì các bạn thấy rõ lệnh vừa rồi tôi đánh 0.4 ở đây, tôi có ăn ở đây là tôi đánh phối hợp đánh scalping để cho nhà đầu tư thấy rõ về các giá trị thực tiễn trên thị trường. Tài khoản tôi xuất phát điểm từ sáng thứ hai năm 2020 vừa qua là ngày 22 tây tháng 6 năm 2020 và đến nay từ 100 mấy chục đô rất ít ỏi trên thị trường nhưng đến nay đã đạt lợi nhuận như này. Thì bản thân các bạn muốn mình kiếm được bao nhiêu tiền là do chính bản thân các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex này, chứ không phải là ở phương pháp. Phương pháp không phải là giá trị để cho các bạn nhìn nhận và đánh giá. Các bạn cần phải có thời gian trải nghiệm, cần phải có thời gian để bản thân các bạn thích nghi ở trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com,
người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và minh chứng mọi giá trị trong thị trường bằng chính những giao dịch thực tiễn và sâu full tài khoản trong suốt thời gian dài của cả quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi chia sẻ và chứng minh bằng thực tế để mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Mọi nhà đầu tư có thể nhìn vào đây để mà thấy rõ được những giá trị mà bên trung tâm đào tạo Forex đang chia sẻ và minh chứng bằng thực tiễn, để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn là những nhà đầu tư, thì các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, hãy đi thật chậm lại, nhìn nhận cho thật rõ và để thấy rõ được mọi giá trị vấn đề vận dụng vào trong thị trường thực tế, để mà nhà đầu tư hiểu được rõ, nhìn nhận cho thật đúng và để làm sao thấy rõ được mọi giá trị trên thị trường giao dịch Forex này. Không có chuyện thầy dạy Forex ra ngoài chỉ nói suông và dùng mồm dùng mõm để chây. Xin lỗi, nhà đầu tư tất cả đều phải là cả một quá trình mà bản thân chính các bạn phải thấy rõ được. Người đứng ra chia sẻ trên thị trường giao dịch Forex này, họ phải giao dịch thực tế, họ phải sâu full tài khoản và họ phải chứng minh trong một thời gian dài. Không có chuyện mới tham gia vào thị trường giao dịch Forex này là có thể tạo được ra lợi nhuận. Xin lỗi nhà đầu tư, chẳng có chuyện thị trường này là dễ hay là đơn giản. Chẳng có chuyện chưa học xong tiền đã về. Chẳng có chuyện đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc học xong ra là có thể giao dịch, vận dụng và áp dụng vào trong thị trường thực tiễn ngay để mà tạo được ra giá trị lợi nhuận. Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những giá trị như vậy chỉ là những giá trị lừa đảo bịp bợm nhà đầu tư Forex mà thôi. Đây là điều mà bản thân các bạn là những nhà đầu tư nên nhìn vào trong thực tế để thấy rõ về giá trị này. Phương pháp giao dịch Forex không phải là giá trị ngồi đó bắn tín hiệu trên thị trường, phân tích về một xu hướng mà bản thân những kẻ bắn tín hiệu, những kẻ phân tích xu hướng, những kẻ ra ngoài mà chỉ nói mồm ở trên thị trường giao dịch Forex này, chỉ show bằng hình chụp, chỉ cho chúng ta những bánh vẽ về giá trị mà không cho chúng ta thấy rõ được cả một quá trình mà họ phải trải nghiệm, họ phải chứng minh, họ phải cho chúng ta đánh giá được cả một cái lộ trình họ đi như thế nào trên thị trường. Thì xin lỗi nhà đầu tư, kẻ đó chỉ là những kẻ lừa đảo bịp bợm ở thị trường Forex này mà thôi. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang minh chứng bằng thực tế, mọi nhà đầu tư hãy nhìn nhận vào trong đó để mà thấy rõ về bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư nên nhớ rằng không có sàn Forex nào, không có ID nào, không có thầy dạy Forex nào, không có giá trị phương pháp nào không có thể giúp được cho bản thân chính các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex này. Chỉ có một thứ giá trị duy nhất là bản thân các bạn phải nhìn nhận, phải đánh giá và phải thấy rõ được mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này. Thầy dạy chính là người phải chứng minh về các giá trị đó, phải chia sẻ cho chúng ta thấy rõ được sự thành công của họ. Còn bản thân các bạn chính là người phải nhìn vào những giá trị mà họ chia sẻ, họ minh chứng vào trong thực tế để mà dần dần biến những giá trị đó vào trong thị trường của bản thân mình, để mà hiểu được rõ, để mà vận dụng được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tài khoản nhỏ còn chưa vận dụng được, tài khoản demo còn chưa áp dụng được, thì xin lỗi nhà đầu tư, nạp lớn chỉ có tan ra bại sản ở trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Lợi nhuận có được bao nhiêu là ở năng lực, ở kỹ năng và sự trải nghiệm và kinh nghiệm của bản thân nhà đầu tư đó ở trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, minh chứng bằng thực tiễn cho nhà đầu tư thấy rõ về cả một quá trình này trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Lợi nhuận có được bao nhiêu là ở năng lực, ở kỹ năng và sự trải nghiệm và kinh nghiệm của bản thân nhà đầu tư đó trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, minh chứng bằng thực tiễn cho nhà đầu tư thấy rõ về cả một quá trình này trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Trộm đồ.
Website đào tạo Forex. Xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Hôm nay tôi xin được chia sẻ đến nhà đầu tư những giá trị về ý nghĩa của Ryerson trong thực tế ở trên thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ rằng khi bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, Ryerson là gì? Nó cũng chỉ là một phương pháp ở trên thị trường để bản thân nhà đầu tư có thể tạo được ra những giá trị lợi nhuận trong thực tiễn ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nhưng nó cũng giống y chang như những các phương pháp khác ở trên thị trường. Đó chính là vấn đề là trader đó có khả năng nhìn nhận, trader đó có khả năng vận dụng và áp dụng vào trong thị trường thực tiễn hay không. Và Ryerson là gì? Và khác những phương pháp khác là gì? Đó chính là Ryerson là hành động giá ở trên thị trường. Chúng ta phải nhìn vào những biến động ở trên thị trường để thích nghi và đưa ra những giá trị giao dịch của bản thân mình ở trên thị trường. Có được như vậy mới là Ryerson ở trên thị trường, chứ không phải khi mà chúng ta nhìn vào đây chúng ta phải sử dụng những mô hình thế này hay thế kia ở trên thị trường và chúng ta đưa ra những giá trị kẻ vẽ trên thị trường. Xin lỗi, Ryerson không phải là những giá trị đó trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng khi bản thân các bạn là những trader, bản thân các bạn là những người tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex này, hãy nhìn vào trong thực tế để mà thấy rõ những giá trị chúng tôi minh chứng cho nhà đầu tư thấy rõ trong thời gian suốt nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng. Tôi chuyên đánh Ryerson ở trên thị trường và chia sẻ bằng thực tế cho nhà đầu tư thấy rõ về mọi giá trị vận dụng của Ryerson vào trong thực tế ở trên thị trường. Nhà đầu tư tuyệt đối không được nghe mồm và gì nhỉ, nghe những kẻ dùng mõm ở trên thị trường giao dịch Forex này nói về bất kỳ một phương pháp nào mà không có sự chứng minh bằng thực tế trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, những thứ chia sẻ bằng mồm, bằng mõm đó chỉ là những kẻ lừa đảo, bịp bợ mà thôi. Đây là tài khoản của bản thân tôi. Đây, đây tiền đấy tôi nạp vào hôm thứ hai vừa qua và tôi giao dịch toàn bộ bằng scalp, Ryerson và swing ở trên thị trường để tạo ra tối đa hóa lợi nhuận cho bản thân chính mình ở trên thị trường giao dịch Forex này. Có giao dịch được thì phải chứng minh được, đó là nguyên tắc ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Không có chuyện lên chia sẻ chỉ là gì nhỉ, nói về giá trị phương pháp. Xin lỗi, nói về các giá trị phương pháp quá nhiều rồi. Những kẻ bịp bợm xảo ngôn ở trên thị trường này quá nhiều. Những kẻ cho rằng bản thân chúng giao dịch thế này hay thế nọ ở trên thị trường quá lắm. Chính vì vậy mà rất nhiều nhà đầu tư đã tử nạn trên thị trường giao dịch Forex này. Mỗi một phương pháp đều phải cần cả một quá trình trải nghiệm, chứ đéo phải là nhà một thứ giá trị chớp nhoáng ở trên thị trường để mà gì nhỉ, cho nhà đầu tư lao vào với những bánh vẽ giá trị lợi nhuận mà không phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt và phải đổ cả giá trị tiền bạc, công sức ở trên thị trường. Ngay cả mọi vấn đề khi mà các bạn vận dụng tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex thì bản thân các bạn là những nhà đầu tư thì chính các bạn phải là những người đánh giá, nhìn nhận cho nó rõ về mọi giá trị thực tiễn này trên thị trường. Đó, tôi chia sẻ bằng minh chứng tất cả những thứ giá trị và luôn luôn vận dụng từ những giá trị tài khoản nhỏ đi lên những giá trị tài khoản lớn. Lợi nhuận bao nhiêu là do kỹ năng và năng lực của bản thân các bạn. Nếu có chuyện là phương pháp sẽ giúp cho bản thân các bạn tồn tại và tạo được ra giá trị lợi nhuận ở trên thị trường giao dịch Forex này. Mọi giá trị của phương pháp đều phải có sự trải nghiệm, đều phải có sự va vấp, mất mát và phải có thời gian để mà các bạn lĩnh hội ở trên thị trường giao dịch Forex này. Không có chuyện một vài bữa là bản thân các bạn có thể tạo được ra giá trị, dăm ba bữa là bản thân các bạn có thể thành công ở trên thị trường này. Xin lỗi nhà đầu tư, nếu có chuyện mà ra ngoài vẽ vời xu hướng rồi bắn xu hướng rồi đưa ra ba cái hình chụp thì gọi đó là thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này. 5-10 năm ở trên thị trường mà đều chứng minh được thực tế, đều cho thấy rõ được mọi giá trị ở trên thị trường mà gì nhỉ, hỏi đến thì nói là chứng minh để làm cái gì. Thì xin lỗi nhà đầu tư, thứ đó chỉ là thứ ba hoa trích chòe ở trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Chào bạn Bình Dân Lưu nhé, cảm ơn bạn. Tôi đã gặp rất nhiều những thằng bịp bợm xảo ngôn như vậy ở trên thị trường và nói rằng
là chứng minh để làm cái gì? Xin lỗi nhà đầu tư, chính những giá trị đó ở trên thị trường đã loe bịp nhà đầu tư, và nhà đầu tư phải hiểu rằng đó chính là những thằng mà gì nhỉ, nói chứng minh để làm gì? Thường là những thằng IB trên sàn hoặc là những thằng đi dạy rộng. Forex không có khả năng giao dịch bằng thực tế trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng làm được thì phải chứng minh được, có giá trị thì phải cho thấy được giá trị đó, không có chuyện là gì nhỉ, chứng minh bằng mồm, giao dịch bằng mõm và gì nhỉ, thấy rõ mọi giá trị chỉ là gì nhỉ, lời nói ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng nhà đầu tư hãy hiểu rõ về giá trị của vấn đề này trên thị trường. Phương pháp Bryson thì rất là đơn giản, chỉ có mỗi một thứ, đó là các bạn phải hiểu về những biến động giá ở trên thị trường, và người vận dụng được Bryson là những người phải xử lý và giao dịch một cách nhanh ở trên thị trường giao dịch Forex này. Chẳng có chuyện là gì nhỉ, Bryson là gì nhỉ, các bạn vào trong này các bạn tìm đến các mô hình này hay mô hình nọ để mà giao dịch, hoặc nói chung là Bryson chỉ là những lệnh lướt ở trong ngày mà thôi. Đấy thì tôi chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu rõ. Thì đây thì toàn bộ tài khoản của bản thân tôi vận dụng áp dụng vào trong thị trường thực tế để cho nhà đầu tư thấy rõ toàn bộ những lệnh này. Nhà đầu tư có thể tua lại trên kênh YouTube, Facebook và website của bản thân tôi đều thấy rõ. Tôi có live stream thực tế từng lệnh một để cho nhà đầu tư kiểm chứng về giá trị này. Thành công hay không là ở bản thân chính các bạn, sự nhận định và trải nghiệm của bản thân các bạn, và để đúc kết ra được các giá trị kinh nghiệm ở trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chứng minh bằng thực tế để gửi đến nhà đầu tư. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công. Nhận định và trải nghiệm của bản thân các bạn, và để đúc kết ra được các giá trị kinh nghiệm ở trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chứng minh bằng thực tế để gửi đến nhà đầu tư. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công. Nhận định và trải nghiệm. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, người duy nhất trên thị trường hiện nay dám giao dịch thực tế để cho mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Và hôm nay tôi có vào một số lệnh ở trên thị trường, nhà đầu tư có thể thấy rõ những giá trị giao dịch vận dụng ở trên thị trường. Thì nhà đầu tư có thể thấy rõ khi mà vận dụng áp dụng ở trên thị trường giao dịch thực tế, chúng ta phải thấy rõ được những giá trị thực tiễn ở trên thị trường từ chính những người đứng ra chia sẻ và cho chúng ta thấy rõ được về mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này. Không có chuyện là tham gia vào chỉ nghe mồm hoặc là chỉ nghe kể về phương pháp giao dịch Forex. Xin lỗi nhà đầu tư, không có chuyện đó ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng để giao dịch được, đây là cả một quá trình mà bản thân chính các nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này phải thấy rõ được người đứng ra chia sẻ. Đây, tôi đang vào lệnh trên thị trường. Và nhà đây lịch sử giao dịch, nhà đầu tư có thể kiểm chứng ở đây. Thì phải thấy rõ được những giá trị giao dịch thực tế ở trên thị trường từ chính những người được gọi là thầy hoặc là chuyên gia Forex, hoặc bất kỳ một ai đang chia sẻ với chúng ta về các giao dịch ở trên thị trường của bản thân họ. Không có chuyện tham gia vào trong thị trường này được gọi là dễ, mà chẳng có chuyện tham gia vào trong thị trường này được gọi là đơn giản. Chỉ có dễ là dễ mất tiền, đơn giản là chính bản thân các nhà đầu tư sẽ phải tan ra bại sản ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex, hãy đi chậm lại, nhìn nhận về mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex. Nhà đầu tư phải hiểu rằng thầy mà không chứng minh thực tế, kiến thức mà không có thấy được người đứng ra chia sẻ, vận dụng, áp dụng vào trong thị trường, xin lỗi nhà đầu tư, mọi giá trị của kiến thức, mọi giá trị của phương pháp đó chỉ là những giá trị lừa đảo, bịp bợm mà thôi. Nhà đầu tư phải hiểu rằng trên con đường mà bản thân các bạn tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex thì đây là những giá trị và là thước đo thực tiễn nhất để cho chúng ta nhìn nhận
cho chúng ta đánh giá và cho chúng ta thấy rõ được những giá trị mà bản thân chúng ta cần nhìn nhận, cần thấy rõ được. Bất kỳ một ai đang chia sẻ cho chúng ta thấy rõ được vấn đề này, nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường giao dịch Forex này không có chuyện chưa học xong thì chia tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc học xong ra ngoài có thể giao dịch vận dụng được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Để giao dịch bằng mồm và bằng mõm thì rất là dễ, để giao dịch thực tế ở trên thị trường để mà chứng minh ra bên ngoài, đó mới là những giá trị khó ở trên thị trường giao dịch Forex này. Mỗi một giá trị kiến thức, mỗi một giá trị của phương pháp đều là cả một quá trình mà bản thân chúng ta là những nhà đầu tư cần phải trải nghiệm, cần phải thấy rõ và cần phải đánh giá được, cần phải nhận định trong cả một khoảng thời gian dài ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi xin được chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư và xin chúc mọi nhà đầu tư giao dịch thành công ở trên thị trường. Xong chưa?